diễn biến phức tạp của bão số 6 tại khu vực Nam Trung Bộ. Để đảm bảo an toàn, các hãng hàng không Việt Nam phát đi thông báo sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đi, đến Phú Yên, Nha Trang và Pleiku ngày hôm nay 10 tháng 11. Dự kiến 16 giờ chiều ngày 10 tháng 11 đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, các sân bay Phù Cát, Cam Ranh và Pleiku sẽ tạm ngưng khai thác để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động. Cụ thể, Việt Nam Airlines sẽ hủy 6 chuyến bay gồm 1651, 1650 giữa Hà Nội và Phú Yên và 1396, 1397, 1625, 1624 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quy Nhơn. Hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Jetstar Pacific hủy, lùi giờ khởi hành hàng loạt chuyến bay đi, đến Khánh Hòa, Nha Trang và Pleiku để tránh bão. Ảnh, Phường Điền. Cùng đó, hãng sẽ khởi hành sớm từ 1 tiếng 40 phút đến hơn 3 tiếng đối với 6 chuyến bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang gồm 1564, 1565, 1356, 1357, 1358, 1359 để đảm bảo các chuyến bay cất, hạ cánh tại Nha Trang trước 18 giờ không do sân bay Cam Ranh sẽ đóng cửa sau thời điểm này. Đồng thời, các chuyến bay đến, đi từ Pleiku cũng được khởi hành sớm 3 tiếng bao gồm 1613 từ Hà Nội đi Pleiku và 1427 từ Pleiku đi thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Việt Nam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành từ 12 tiếng đến 18 tiếng đối với 4 chuyến bay quốc tế đến, đi từ Nha Trang sang ngày 11 tháng 11 bao gồm I-118, I-119 giữa Nha Trang và Thành Đô Trung Quốc, I-140, I-141 giữa Nha Trang và Seoul Hàn Quốc. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Quy Nhơn, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh gồm 152, 153, 134, 135. Hãng Bamboo Airways cho biết sẽ thay đổi lịch 2 chuyến bay đi, đến sân bay Cam Ranh và hủy khai thác 2 chuyến bay đến, đi sân bay Vinh Nghệ An. Đồng thời, đại diện hãng sẽ hỗ trợ và đền bù thỏa đáng theo quy định cho các hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng. Hãng Bamboo Airways hủy và thay đổi lịch khai thác các chuyến bay đến sân bay Cam Ranh. Như vậy, các chuyến bay trên, các chuyến bay nội địa khác của các hãng hàng không trong nước cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão. Các hãng cũng phản hồi sẽ hỗ trợ theo quy định đối với hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng.